Hello, thân mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Cả nhà bữa nay giấc chiều thì hồi sáng á, Thanh đi thăm 15 cái lợp đa năng của mình á. Thì ra đây thấy cá lồng tông nó nheo quá. Bây giờ Thanh sẽ đi giăng lưới cá lồng tông, nói chiều đi giăng cả nhà. Thì cái tay lưới cá lồng tông này Thanh vừa mới mua luôn, nó còn mới ốc luôn, cái mấy cái tay lưới trước đó, nó bị gắt hết trơn à. Bây giờ Thanh sẽ giăng theo cái đường mương này, mời cô chú anh chị các bạn cùng đi giăng lưới cá lồng tông với Thanh nha. Thanh sẽ bữa dài đến đây coi nó nheo nè cả nhà ơi, nheo nho nhóc chưa. Rồi bắt đầu bây giờ mình đi giăng cả nhà ơi. Giăng lưới cá lồng tông khai trương lưới mới cả nhà ơi. Chỗ này nó nheo nhoi nhóc luôn. Kìa, ở trước mặt nó còn nhoi dữ nữa. Dính rồi đó, chưa đi chơi là dính rồi đó. Tới đây là hết lứ rồi cả nhà ơi. Mình sẽ đi lùa cho nó xuống. Giấc này là giấc chiều, ta đang lùa vịt về cả nhà. Bây giờ Thanh giăng lưới xong rồi Thanh sẽ đi xuống dưới, Thanh đập nó cho nó đâm vô lưới mình đó cả nhà. Đi vô cho nó nhét á, nó nhét cái nó chạy vô lưới của mình. Ừ.
chỗ này trên ruộng nó chảy nước xuống nhấc luôn. Cái này xe diền luôn bây giờ quá dính rồi, quá dính luôn rồi cả nhà ơi. Cái này lưới này thì mình văng xuống là nó dính liền rồi cả nhà ơi. Bây giờ không sẽ đi dài đẳng, mình lấy cái thao mình đi dỡ luôn. Được chưa? Vũ cá được rồi đó. Vũ xong cái chắc một ca một lứ này là đủ ăn luôn. Cuốn luôn mình vũ chút mình đi văng, nếu mà ít thì mình thêm một lứ nữa, mà nhiều thì mình đang văng một tay lần là đủ ăn rồi cả nhà. Nè. Trời. Gớp luôn á cả nhà ơi. Ồ, dính cái ham không? Mới căng rồi nè, mình dính nè. Dạ con mới thả xuống luôn á chú. Lòng tông hả? Dạ cái lòng tông. Dạ. Cá này lứ này thả xuống nghe dính liền. Có một vùng lùi lưới nè, đà đẳng lưới này nè, bỏ ngồi lên bờ bờ ta. Dạ, con cũng không biết của ai nè. Lưới mới không à. Dạ. Gì bây giờ gỡ cho đây đâu văng lâu rồi hả? Dạ, cái này nó thả xuống cá là đảo lại là thăm được đó chú. Để lâu cái cá nó chết chừng. Bay không? Dạ. Cái này thấy ham chưa? Cái ham luôn cả nhà ơi. Dịch nó đi giết vào mấy cái cục đất ở dưới đây nè. Nó lấy ót luôn. Ôi ôi. Cái khúc này coi nè. Thấy ham luôn. Đây nè cả nhà ơi. Dính thấy ham luôn á. Nếu cái lòng tâm này thì mình văng xuống là nó bảo đảm dính liền cả nhà. Chỗ này do nước nó chảy trên ruộng xuống nè, bởi rác nó ra nhiều. Là gà này gai. Sắp phát lứ rồi đó. Bây giờ mình kho, mình chiên bột, nhúng lẩu với nhúng, nhúng giấm. Không thì làm lẩu mắm rồi đó cả nhà, ngon lắm. Như có điện điển thì lát hái một mớ về có chấm cá kho lạc hay lạm gì cũng được. Cái gì đây là cái chiến dịch thôi. Ừ.
cái khúc, ôi ôi, khúc cuối này nó dính coi thấy ham luôn cả nhà ơi. Khúc cuối dính thấy ham luôn. Rồi. Giờ mình đem lên trên bờ để mình vũ cá ra. Thấy ham không? Đem bờ mình vũ cá ra cả nhà. Rồi chế luôn cả nhà ơi. Chế cái chỗ để mình vũ cá luôn. Đây bây giờ mình sẽ vũ cá ra. Cá xuống. Vũ mình vũ nó rớt ra đất cái lát nữa mình lụm vô cả nhà. Cá bài. Đây là vũ cái nó văng tùm lum trơn cả nhà. Nó văng tứ lừa chứ. Xong vũ xong rồi bây giờ lụm nó cũng còn dính vài câu, lát nữa mình gỡ ra luôn. Đó, lụm vô. Giờ rửa là nhiêu này là đủ ăn rồi đó cả nhà ơi. Tưởng ít đó thì mình văng thêm, mà bao nhiêu này là đủ ăn rồi. Tại vì thấy vậy chứ nó nhiều lắm. Một đống luôn á. Giờ mình rửa chiên bột hoặc nhúng giấm. Chút hái mớ bông điên điển. Giờ mình chiên bột thì mình cuốn bánh tráng có rau. Giờ lụm mấy cái, gỡ mấy cái con cá này ra. Nó còn sót lại. Nó mau khô rồi để lên chút xíu rồi khô. Rồi cả nhà ơi, bao nhiêu này coi nè. Đóng luôn về nhà Thanh lựa cá ra với gác ra bỏ rồi mình rửa cá lại. Cái Thanh sẽ nấu ăn. Rồi bây giờ Thanh đem về nấu ăn cho cả nhà cùng thưởng thức nha. Rồi. Đây cả nhà, cái cá lòng tâm Thanh rửa sạch rồi nè. Thanh đem về Thanh trộn bột. Bữa nay Thanh sẽ chiên bột cả nhà. Đó, bắt cái chảo dầu rồi nè. Đó, bắt cái chảo dầu xong rồi bây giờ anh sẽ đổ vô và mình chiên bột luôn. Đây. Nóng dầu rồi đó. Cái đầu tiên cả nhà ơi. Bây giờ thì một bề nó cũng chín rồi cả nhà, em sẽ chở bề.
ngon ghê chưa, dạng nín luôn. Cái mẻ đầu tiên nó không có bị dính đó cả nhà, do là cái chảo của mình nó cũng lâu rồi á, nó ít có dính. Đó, dạng nín nha, ngon ghê luôn. Đây cả nhà, đây là cái thành quả của Thanh nè. Cái dĩa cá chiên bột hết sức là ngon luôn. Đó, với rau sống, bữa nay mình sẽ ăn rau sống bún chết rồi, cái bột bánh tráng. Bữa nay mình sẽ ăn cá chiên bột cuốn bánh tráng cả nhà. Đi đặt cái gì, đi văn lưới dắt chiều thì dắt này là vô chiên làm cá với lại chiên thì cũng tối rồi, giờ bắt đầu là Thanh sẽ ăn thôi, đói bụng rồi, chiên xong cái nó thèm nữa nha. Giờ Thanh mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn với Thanh nha, cuốn bánh tráng đây kèm với rau xà lách, rau mắt cá với rau thơm, chi leo, cho miếng cá lên, cá chiên bột lên, cá lòng tông mà chiên bột là đúng bài cả nha, coi nè, nó vàng nín luôn. Cá này thì không chỉ lặt đầu nó với môi ruột nó là ăn được rồi đó cả nhà. Hết sảy, hết sảy luôn. Cuốn mời cô chú chị các bạn cùng ăn cá chiên bột của bánh tráng Thanh nha. Nước mắm này, nước mắm mình làm vừa ăn chua chua ngọt ngọt á, nó chấm nó ngon hơn. Nó rất là ngon cả nhà. Cái con cá mình trộn với bột á, cái mình nêm nếm xương xương cái mình chiên. Ăn kèm với rau sống với bún, bánh tráng nữa. Cũng như một cái nó ngon nhức nách luôn. Nước mắm thì mình làm chua chua ngọt ngọt nữa. Đúng rồi. Cá chiên cái nó giòn khấu. Ăn cái này với rau sống lắm công nhận, nó ngon cả nhà. Ăn mà cá chiên bột không nó cũng ngán. Buổi chiều thì Thanh đi văn lưới cá hồng tâm cả nhà, thấy cái chỗ đó đó. Cá nó ngớp nhiều ghê. Cá lồng tông á, là hồi sáng á Thanh đi thăm lợp đa năng là Thanh thấy cá lồng tông ngớp nhiều à. Thanh nói thế là chiều nay Thanh cũng đi ra để anh văn lưới cá lồng tông. Thế anh chiều ra văn là giấc này chiên bột ăn. Cái này Thanh phái ăn cá này chiên bột đó nha. Còn không thì mình nhúng giấm đó, cũng ngon. Cá mình chiên nó giòn. Cá bắt đầu cuốn với rau nữa, đưa vô miệng rồi nó thơm, cắn cái nó làm cái giòn, nó rốt đảm rồi. Lâu lâu ăn cái món này á, nó mình đang thèm á, ăn rất là ngon cả nhà. Bây giờ mình sẽ cuốn với rau nha.
này mình cuốn cá với rau không? Dạ. Rồi mắc cá với rau thơm ăn rất là ngon. Bữa nay thì Thanh không có ăn cơm, ăn bún cả nhà. Thì bữa nay làm buổi chiều Thanh đi giăng lưới cá lồng tông, giăng có một lưới thôi là dính được bao nhiêu này cá vô mình chiên bột mình ăn. Bữa nay ăn bún thay cơm cả nhà. Rất là ngon luôn. Rồi video của Thanh đến đây Thanh cũng xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã dành thời gian xem hết video của Thanh. Cả nhà nhớ đón xem video tiếp theo của Thanh ngày mai nha. Nhớ là đăng ký chia sẻ ủng hộ cho Thanh có động lực cho nhiều video nữa nha. Bye cả nhà.